nhà vật lý Albert Einstein, nhà phát minh Nikola Tesla, chuyên gia tư vấn quản trị Peter Drucker hay văn hào người Trung Lâm Ngữ Đường. Tất cả những cái tên vĩ đại kể trên đều có một điểm chung là họ đã đến nước Mỹ học tập và nghiên cứu mà không cần phải tham gia bất kỳ kỳ thi ngoại ngữ nào. Cũng có thể họ may mắn vì mãi cho đến tận năm 1964, chứng chỉ TOEFL mới ra đời, còn IELTS là năm 1989. Nhưng giờ đây, luyện thi chứng chỉ tiếng Anh đã trở thành một ngành công nghiệp. Trong video này, Spiderum sẽ không hướng dẫn bạn cách luyện TOEFL, IELTS hay TOEIC vì việc đấy có nhiều bên làm tốt hơn chúng mình, mà muốn thuyết phục bạn hãy bỏ tiếng Anh đi, hay đúng hơn là tác giả Lưu Phong Trường muốn làm như vậy qua bài viết Tiếng Anh mặt trái của sự thật. Chúng mình biết sẽ có nhiều bạn muốn tắt ngay video sau khi đọc tiêu đề. Nếu bạn là một trong số đó thì Spiderum chân thành hy vọng rằng bạn hãy cố gắng dành ra khoảng 8 phút hoặc ít hơn để thật sự lắng nghe một quan điểm đi ngược lại với ý kiến cá nhân của mình. Đơn giản vì những cuộc đối thoại, tranh luận văn minh, nhiều chiều nằm trong nền móng của một xã hội phát triển bền vững. Dĩ nhiên cuối video sẽ có đặc sản của Spiderum. Đó là những ý kiến phản biện được người dùng nền tảng Spiderum đưa ra. Trong đó có chính comment của mình là người đang đọc bài viết này. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu video qua việc quay trở lại với giọng văn của tác giả Phong Trường nhé. Ngành kinh tế, khối ngành vận hành thế giới. Cuốn sách hướng nghiệp đầu tiên về ngành kinh tế đã ra mắt tập 2. Vậy người trong môn nghề ngành kinh tế có gì, tập 2 thì có gì nhỉ? Cập nhật nhu cầu việc làm, mức lương trung bình của từng vị trí trong ngành năm 2022. Mở rộng bức tranh nghề nghiệp trong ngành kinh tế chứ không dừng lại ở những ngành nghề truyền thống. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Thứ nhất, tiếng Anh có thể đang lấy đi tuổi thanh xuân của rất nhiều bạn. Ở đây tôi xin đề cập đến một khái niệm mà ai học kinh tế chắc cũng sẽ biết đến, đó là cụm từ chi phí cơ hội. Khái niệm này được hiểu một cách đơn giản là bỏ cái này để lấy cái kia, hay muốn được cái này thì phải từ bỏ cái khác. Ở Việt Nam, cứ mỗi tối là các trung tâm Anh ngữ đông nghẹt người. Có bao giờ đang ngồi trong lớp học ngoại ngữ mà bạn lại tiếc nuối vì không làm những hoạt động khác hay không? Liệu bạn có thấy chi phí cơ hội mà bạn đang bỏ ra khi học tiếng Anh là không hề phí phạm? Một nghiên cứu chỉ ra rằng bạn phải mất 10.000 giờ để trở thành chuyên gia của một lĩnh vực nào đó. Thôi thì ta tính rẻ rẻ thôi, để có một kỹ năng ở mức độ trung bình khá, ta cứ tạm lấy 1/4 số thời gian kia đi. Vậy là 2.500 giờ. Thí dụ một ngày bạn dành ra 2 tiếng để học tiếng Anh, học liên tục bất chấp các ngày lễ và Tết, thì phải mất 3 năm 6 tháng để bạn hoàn thành 2.500 giờ học ấy. Đó là trong trường hợp bạn phải thật siêng năng và có tinh thần tự giác cao. Nếu bạn trì hoãn thời gian này thì quá trình thông thạo ngôn ngữ của bạn có thể kéo dài lâu hơn. Trong trường hợp bạn không học tiếng Anh bằng đam mê và học đã lâu không thấy tiến bộ thì tôi khuyên bạn hãy dành 3 năm rưỡi ấy để làm những điều có ích hơn. Hãy dành thời gian cho tuổi xuân của bạn, dành thời gian bên cạnh người thân và bạn bè của mình, tìm một người để yêu, chơi một môn thể thao, chọn một lĩnh vực mình thích và theo đuổi nó hết mình. Biết đâu chừng vài năm sau đó, bạn lại trở thành một chuyên gia tình dục học lỗi lạc, một bác sĩ nam khoa, một anh thợ sửa ống nước hay một bác tài xế lái xe buýt, một cô gia sư tên là Thảo, hoặc cao xa hơn, bạn tìm ra cách chữa trị ung thư tinh hoàn, có thể lắm đấy. Thứ nhì, học tiếng Anh mà để tiến thân hoặc để đi xin việc thì đừng học vội. Trước tiên hãy suy ngẫm cái đã, vì khi bạn thỏa mãn nhu cầu tìm ứng viên của nhà tuyển dụng xong rồi thì khả năng cao bạn sẽ lại quăng tiếng Anh qua một bên mà không thực sự dùng tới. Như vậy sẽ bỏ hết biết bao công sức ôn luyện của mình. Cái này chắc là nhiều anh em đi làm rồi sẽ hiểu và đồng cảm. Về ý này, mỗi người có một mục tiêu sống khác nhau, khó mà đánh đồng được. Và nếu như bạn là người có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng và muốn gia tăng thu nhập bằng mọi giá thì hãy theo đuổi tiếng Anh, điều đó không sai. Tôi có anh bạn đi thi công chức vào vị trí chuyên viên kiểm lâm của một huyện vùng xa ở Kiên Giang. Họ đòi anh cái bằng cao đẳng và tiếng Anh chứng chỉ A. Thế là anh này học ngày học đêm, quyết tâm để lấy được cái chứng chỉ ấy. Đến khi được nhận vào làm, anh bạn chia sẻ rằng anh rất hiếm khi gặp gỡ người ngoài bởi vì anh ấy luôn đi trực hoặc tuần tra trong rừng miết, hoặc nếu không vào rừng đi làm thì anh cũng chỉ có đánh bạn với chim muông hoặc nhậu nhẹt với mấy ông nông dân. Tóm lại là có gặp thằng Tây thằng Tàu nào đâu mà nói tiếng Anh với tiếng em. Ông anh ấy bảo biết vậy hồi đó anh mua bằng nộp cho xong. Nếu ta cứ bị thỏa hiệp và chạy theo những xu thế của thị trường lao động thì lúc nào ta cũng sẽ chỉ là kẻ chạy theo nó mà thôi. Học mà ép buộc, bức bí quá thì đừng học nữa. Ta phải có tầm nhìn dài hạn, đừng thấy cái gì ngon ăn cũng nhảy vào cho thỏa ngay lúc ấy. Còn một loại người đi học tiếng Anh để cho xã hội không nói mình dốt, loại này học vì dư luận, tôi cũng chê. Tác giả Osho nói một câu chí mạng thế này: nỗi sợ lớn nhất trên thế giới này chính là nỗi sợ dư luận. Vào cái giây phút mà bạn không còn sợ đám đông, bạn không còn là một con cừu, bạn đã trở thành sư tử. Một tiếng gầm to trỗi dậy trong trái tim bạn, tiếng gầm của tự do. Thứ ba, học tiếng Anh phải học luôn văn hóa của những nước nói thứ ngôn ngữ. Tuy đây không phải là một mặt trái trực tiếp, nhưng là một vấn đề chắc chắn sẽ gặp phải trong quá trình học tiếng Anh. Văn hóa và tư duy của một dân tộc thể hiện rất rõ nét thông qua ngôn ngữ của dân tộc đó. Văn hóa của mình thì mình phải giữ gìn và phát huy, nhưng khi học ngôn ngữ nước ngoài, mình cũng cần phải cởi mở để học luôn cả văn hóa của dân tộc nói thứ ngôn ngữ mà mình học ấy. Đâu phải hiển nhiên mà người ta có câu, để hiểu một nền văn hóa, hãy học ngôn ngữ của những con người này. Điều này có thể khó để học đối với người này hay người kia, khi mình đã quá quen lớn lên trong một nền văn hóa riêng biệt. Nhưng mình đã bỏ thời gian ra học cái mới rồi, thì đừng ngại mở lòng ra với tư tưởng mới. Những tư tưởng ấy giúp chúng ta rộng lượng hơn, bớt hẹp hòi lại. Nhưng cũng có nhiều người giỏi ngoại ngữ rồi, phang tiếng Anh như gió rồi, xong thì họ chơi với Tây nhiều, để rồi họ đi nước ngoài một thời gian. Họ chuyển sang chê bai hoặc khinh bỉ người Đông Lào mình. Ngàn năm văn hiến mà tụi nó nói như không, cái đó là tôi chê, chê lắm. Vậy chẳng khác nào người không có học. Cuối cùng, bạn sử dụng được bao nhiêu ngôn ngữ không quan trọng là bạn có gì để nói, có chuyện gì hay ho để kể. John Thoreau có một câu nghe cũng đã, tôi xin được biên ra đây. Viết ra không phải là việc khó, cái khó là phải có những câu chuyện gì đáng kể để kể, những tư tưởng gì đáng ghi để ghi. Như vậy, người sử dụng lưu loát tiếng Anh mà không có gì để nói, hoặc nói chuyện vô duyên thì cũng vô ích thôi. Rõ ràng, ngôn ngữ chỉ là thứ phương tiện giao tiếp, còn nhân cách, phẩm hạnh và tài năng mới làm nên một con người đáng nể trong đời. Xem đến đây rồi, bạn đã muốn bỏ tiếng Anh đi như ước nguyện nửa đùa nửa thật của tác giả Lưu Phong Trường hay chưa? Theo quan điểm của chính mình thì nhìn chung tiếng Anh vẫn là một ngôn ngữ nên học, bởi ngôn ngữ này mở ra chân trời kiến thức mới cho những ai ham tìm tòi học hỏi và ưa thích đối chiếu để kiểm định thông tin. Một chút tuổi thanh xuân đánh đổi lấy một tấm vé vào kho tri thức của nhân loại cũng đáng lắm chứ. Còn học mà không có mục đích hoặc mục đích sai lệch thì có học bất cứ thứ gì cũng sẽ chỉ gây hại. Tương tự với học để tỏ vẻ hoặc để bất mãn, chê trách hay lên mặt dạy đời người khác. Nhìn chung, có một số người dùng Spiderum cho rằng tiếng Anh là một thứ ngôn ngữ đáng học bởi tính phổ cập của nó quá rộng lớn, giúp mở ra nhiều chân trời trí thức mới. Song song với đó, cũng sôi nổi không kém là các bình luận cho rằng thời đại hội nhập ngày nay không chỉ nên tập trung tuyệt đối vào tiếng Anh, cũng như những quan ngại về mặt chính trị. Nhưng cũng có những ý kiến trung lập vừa khuyến khích học thêm các ngoại ngữ khác, vừa khuyến khích học và vận dụng tiếng Anh, và cho rằng đây không phải là vấn đề mang phạm trù chính trị. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ thế nào về quan điểm của tác giả? Chúng mình rất mong có thể nhận được những bình luận của các bạn ở phần comment bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Trước khi kết thúc, Spiderum có một thông báo nho nhỏ. Các bạn nhớ video này chứ? Đây nữa, và đây nữa. Chúng mình luôn thích tạo ra những video gần gũi, đời thường, có chút nhí nhố như thế này. Và nhìn qua phần bình luận thì có vẻ là các bạn cũng như vậy. Vì thế trong tương lai rất gần, Spiderum sẽ cho ra đời một dự án vlog xoay quanh cuộc sống của chúng mình. Những video đầu tiên sắp được hoàn thiện rồi. Do đó, Spiderum có một việc rất cần sự trợ giúp của các bạn. Đâu là những ý tưởng, câu hỏi hoặc những chủ đề mà các bạn muốn chúng mình triển khai? Hãy để lại bình luận ở phần comment nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Việt Anh và đây là Spiderum.